Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 7, ngày 24 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 24 tháng 12 năm 2022, tức ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch, ngày Tân Hợi, cụ thể như sau. Trực bế, xấu mọi việc, chư đắp đề, lấp hồ rãnh. Tuổi xung ngày, Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi. Tuổi hợp trong ngày, ngày Hợi, lục hợp dần, tham hợp Mão và Mùi thành mộc cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 4 tuổi dễ trúng lộc lớn trong ngày thứ 7 này sẽ là các tuổi Tý, tuổi Mùi, tuổi Dậu và tuổi Tuất. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 24 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngày sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, được tam hội cục tương trợ, người tuổi Tý sẽ có một ngày có nhiều biến chuyển tích cực. Công việc được tiến hành suôn sẻ, bản mệnh hết lòng vì nhiệm vụ, công hiến cả thời gian và công sức để giành được thành công xứng đáng. Hôm nay bạn còn có cơ hội phát tài rất lớn khi có được thực thần che chở. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để đón tài lộc về tay, chớ nên chần chừ có thể vụt mất. Phương diện tình cảm trong ngày này ít có biến động, dù là người độc thân hay người đã có đôi đều hài lòng với tình trạng hiện tại. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng giúp ích cho bạn rất nhiều khi không chỉ mang tới cho bạn nguồn động viên tinh thần mà còn nhận được sự giúp đỡ bất cứ khi nào cần. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim có nhiều biến chuyển tích cực, công việc tiến hành suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy đạt được thành công nhờ tinh thần hết mình cống hiến. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa có cơ hội phát tài nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để đón tài lộc về tay. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ trở nên chần chừ do dự, kẻo dễ bị vụt mất tài lộc. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc tình cảm ít biến động, các mối quan hệ xã giao đều tốt đẹp. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường xanh dương, đen, quỷ nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu. Tuổi Sửu được dự báo sẽ có thêm sự sắc sảo và nhanh nhẹn khi giải quyết công việc trong ngày được thiên ấn độ mệnh. Khó khăn trong công việc sẽ dần được giải quyết. Bạn cũng được cấp trên đánh giá cao về những nỗ lực và cố gắng trong thời gian qua. Đường tài lộc cũng không có điểm gì chê trách trong ngày này, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này bản mệnh có thể xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mình tìm hiểu. Dù ban đầu vẫn còn khó khăn nhất định nhưng bản mệnh sẽ có cơ hội để phát triển mở rộng. Tuy nhiên, người tuổi Sửu cũng nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn trong ngày ngũ hành xung khắc, như là về đường tiêu hóa. Có thể vì bận rộn công việc mà bản mệnh ăn uống thiếu khoa học, sinh hoạt kém điều độ và có những thói quen xấu. Nếu không muốn sức khỏe sa sút thì bạn nên chấn chỉnh sớm. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim giải quyết công việc một cách sắc sảo và nhanh nhẹn, thao gỡ được khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy được cấp trên đánh giá cao về những nỗ lực trong thời gian qua. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa đường tài lộc hành thông, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ có thể tranh thủ xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, ăn uống khoa học và sinh hoạt điều độ hơn. Con số may mắn 0, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày, tuổi Dần sẽ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập trong ngày có chính tài che chở. Không những có nguồn lương ổn định mà bản mệnh còn có thu nhập bên ngoài là tiền thưởng từ nghề tay trái, dù có chuyện bất ngờ xảy ra cũng sẽ không rơi vào tình trạng túng thiếu. Hôm nay cũng là ngày lục hợp thái tuế nên công việc tiến triển rất tích cực. Sự tiến bộ của bạn trong thời gian qua được ghi nhận xứng đáng. Một vài kế hoạch cũng có bước đột phá lớn nhờ được quý nhân nâng đỡ.
Mộc được thủy sinh cũng giúp cho tình yêu đôi lứa thêm phần thăng hoa. Người còn độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn. Trong khi đó, những người đang bế tắc trong yêu đương có thể đón nhận vài bước ngoặt rõ rệt. Từ vì tuổi Giáp Dần, Thủy thu nhập khả quan, không còn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Từ vì tuổi Bình Dần, Hòa nguồn lương ổn định, thêm những khoản tiền thưởng hay nghề tay trái. Từ vì tuổi Mậu Dần, Thổ công việc tiến triển tích cực, sự tiến bộ sẽ được ghi nhận xứng đáng. Từ vì tuổi Canh Dần, Mộc kế hoạch đã có bước đột phá lớn nhờ được quý nhân nâng đỡ. Từ vì tuổi Nhâm Dần, Kim tình yêu lứa đôi đang phần thăng hoa, người độc thân sớm có duyên mới. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. Từ vì tuổi Mão, nhờ tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn trong ngày thứ 7 này. Bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ, hậu thuẫn, ủng hộ từ mọi người trong công việc. Cũng bởi con giáp này luôn giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ và tích cực, biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người, nhờ đó mà vận may lúc nào cũng mỉm cười với bạn. Khi gặp phải vấn đề khúc mắc, bạn cũng may mắn được người đi trước có kinh nghiệm nâng đỡ, vận trình cũng có nhiều khởi sắc. Công việc ở thời điểm cuối năm của con giáp này tuy tăng lên về khối lượng nhưng chẳng thể làm khó được bản mệnh. Trong ngày ngũ hành tương sinh, người độc thân có thể sẽ gặp được một nửa của mình trong ngày. Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, đừng để lỡ cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc ở ngay trước mắt mình. Từ vì tuổi Ất Mão, Thủy nhận được nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ từ mọi người trong công việc. Từ vì tuổi Đinh Mão, Hòa vận may luôn mỉm cười nhờ biết cách tạo dựng các mối quan hệ. Từ vì tuổi Kỷ Mão, Thổ may mắn được người đi trước có kinh nghiệm nâng đỡ khi gặp khó khăn. Từ vì tuổi Tân Mão, Mộc công việc cuối năm nhiều nhưng chẳng thể làm khó được bạn. Từ vì tuổi Quý Mão, Kim người độc thân có thể sẽ gặp được một nửa của mình trong ngày. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Từ vì tuổi Thìn, ngày được chỉ ấn cát thần hỗ trợ, phương diện công việc của người tuổi Thìn khá tốt. Bạn đưa ra được những lựa chọn đúng đắn và vô cùng dứt khoát, quyết đoán nhưng có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội và phát huy tối đa năng lực của bản thân, đạt được những mục tiêu đã định. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại hoàn toàn trái ngược vì ngũ hành thủy thổ tương xung nên vận trình sa sút hơn hẳn. Giữa con giáp này và người ấy thường xuyên bất đồng ý kiến, tranh cãi liên miên mà không tìm được cách giải quyết êm đẹp. Bầu không khí giữa cả hai vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Người độc thân thường ngày mạnh mẽ và quyết đoán trong nhiều việc nhưng với tình cảm đôi lứa lại thất bại nặng nề cũng vì tính cách đó. Hãy nhớ, không phải lúc nào sự mạnh mẽ cũng sẽ được lòng đối phương, nó còn có thể khiến cho tình yêu chớm nở lại phai tan. Từ vì tuổi Giáp Thìn, Hòa đưa ra được những lựa chọn đúng đắn và vô cùng dứt khoát trong công việc. Từ vì tuổi Bình Thìn, Thổ nhanh chóng nắm bắt cơ hội và phát huy tối đa năng lực của bản thân. Từ vì tuổi Mậu Thìn, Mộc vận trình tình cảm xa sút, đôi lứa thường xuyên bất đồng ý kiến. Từ vì tuổi Canh Thìn, Kim bầu không khí lứa đôi căng thẳng khiến cho tinh thần xa sút. Từ vì tuổi Nhâm Thìn, Thủy người độc thân nên mềm mỏng hơn trong chuyện tình cảm. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Từ vì tuổi Tỵ, ngay hợi Tỵ tương xung, người tuổi Tỵ có điểm báo có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân cản trở vận trình công danh sự nghiệp. Tai họa có thể ập tới bất cứ lúc nào nếu bạn vẫn giữ thái độ chủ quan, tự tin thái quá về bản thân. Vì vậy, trong công việc hay mọi vấn đề xung quanh đều phải hết sức cẩn thận. Hôm nay cũng không phải là ngày để bạn mạo hiểm đầu tư hay sử dụng tiền bạc một cách bừa bãi. Hùng vận quá lớn có thể khiến cho bạn trắng tay chỉ vì suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản và lý tưởng. Hãy bình tĩnh, quan sát thị trường nhiều hơn cũng như lắng nghe kinh nghiệm của người đi trước để có thể hạn chế được rủi ro. Thủy hỏa xung khắc, tình cảm của các cặp đôi đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Bạn nên lắng nghe cảm nhận của nửa kia nhiều hơn để bớt đi những suy nghĩ ích kỷ và phiến diện.
Điều con giáp này cho là đúng, nhưng với người khác chưa chắc đã vậy. Hãy nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ hơn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hoa, công danh sự nghiệp dễ bị tiểu nhân cản trở, tai họa dễ ập tới. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, có thể gặp rắc rối nếu có thái độ chủ quan hay tự tin thái quá về bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, chớ nên mạo hiểm đầu tư hay sử dụng tiền bạc một cách bừa bãi. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, nên biết lắng nghe ý kiến của người đi trước để hạn chế rủi ro. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, tình cảm của các cặp đôi đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tương đỏ, cam, quỷ nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, hung tinh thiên quan xuất hiện cho thấy tuổi Ngọ có thể đón nhận những tin không mấy vui vẻ do vận khí sa sút. Bạn dễ gặp rắc rối trong công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng khó giữ được sự hài hòa. Đôi bên thường xuyên bất đồng ý kiến, làm giảm đi tiến độ và hiệu quả công việc. Hung vận cũng khiến cho bạn còn có nguy cơ đối mặt với họa hao tài, ảnh hưởng tới vận trình tài lộc. Con giáp này được nhắc nhở nên hành động lý trí hơn nữa, chứ đừng để cảm xúc cá nhân lấn át, khiến cho các nhận định của bạn thiếu đi phần chính xác, hậu quả là tiền bạc sẽ tan biến theo mây khói. Hôm nay còn là ngày ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm của bạn bị ngáng trở, đối mặt với nhiều thử thách. Đôi lứa thiếu đi sự bao dung và thấu hiểu cho nhau. Người độc thân cũng chưa thể tìm được đối tượng phù hợp để cùng chia sẻ và thấu hiểu. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, vận khí sa sút nghiêm trọng, dễ gặp rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, mối quan hệ với đồng nghiệp khó giữ được sự hài hòa. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, tiến độ và hiệu quả công việc bị giảm sút do nhiều ý kiến bất đồng. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, có nguy cơ đối mặt với họa hào tài, ảnh hưởng tới vận trình tài lộc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, vận trình tình cảm bị ngáng trở, đối mặt với nhiều thử thách. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tương hồng, tím, quỷ nhân phù trợ Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, cục diện tam hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mùi cho thấy bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực, từ đó sẽ được cấp trên chấm và trao thêm cho bạn những ưu ái đặc biệt. Ngày nay, bạn cũng không cần phải lo lắng gì quá nhiều về tình hình tài lộc, tiền bạc về túi không ít, nhất là với những người theo nghiệp buôn bán kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt, nguồn thu nhập không tồi, đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái cho cuộc sống và có khoản dư để tích lũy. Chuyện tình cảm lại không được suôn sẻ như vậy. Thủy thổ xung khắc khiến cho các cặp đôi dù yêu thương rất nhiều nhưng lại khó vượt qua được những rào cản của gia đình, xã hội, hạnh phúc cũng chẳng thể trọn vẹn. Có lẽ bản mệnh và người ấy cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới có thể hạnh phúc được bền lâu. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, có cơ hội thể hiện năng lực, được cấp trên ưu ái, trao thêm trọng trách. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, luôn có đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ, thích nghi với công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hoa, tiền bạc về túi không ít, người buôn bán kinh doanh vô cùng phát đạt. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, các nguồn thu nhập không tồi, có thể chi tiêu thoải mái. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, đôi lửa yêu nhau nhưng khó vượt qua được rào cản gia đình. Con số may mắn 9, 0, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tương trắng, vàng, quỷ nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, ngay có sự xuất hiện của tướng hại cảnh báo người tuổi Thân chớ nên làm việc tùy hứng, nếu không hậu quả để lại sẽ rất lớn. Con giáp này vì nóng nảy hiếu thắng, dễ bị kích động nên có thể mắc sai lầm trong công việc. Bạn cần có trách nhiệm hơn với công việc mình làm, chớ làm ảnh hưởng tới cả người khác. Kiếp tài còn có thể gây nguy hại cho phương diện tài chính của tuổi Thân. Cũng bởi con giáp này cả tin người khác, thiếu thận trọng, không cảnh giác nên dễ bị người khác lợi dụng. Kết quả là tiền bạc bị lừa gạt. Kim sinh xuất cho thủy cũng khiến cho tình duyên thêm phần ảm đạm. Có thể con giáp này sẽ phải chịu đựng vô số tổn thương do chính người mình yêu gây ra. Bạn yêu nhiều, cho đi nhiều nhưng chưa chắc đã được hồi đáp lại tương xứng. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, chơi nên làm việc tùy hứng, nếu không hậu quả để lại sẽ rất lớn. Tử vi tuổi Bình Thân, hoa, dễ mắc sai lầm trong công việc do tính nóng nảy hiếu thắng gây ra. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, cần có trách nhiệm hơn với công việc, tránh ảnh hưởng người khác.
Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, dễ bị lợi dụng, lừa gạt tiền bạc do cả tin người khác. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, tinh duyên ảm đạm, chịu nhiều tổn thương do người ấy gây ra. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ảnh kim, quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thứ bảy này tuổi Dậu được Tỵ Kiền nâng đỡ nên công danh sự nghiệp vẫn đang tiến triển tương đối thuận lợi. Bạn không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề nảy sinh bất ngờ vì sẽ có quý nhân giúp sức hoặc ít nhất sẽ cho bạn mệnh lời khuyên để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt. Vận khí hành thông cũng giúp cho phương diện tài lộc tươi sáng. Có lẽ thời điểm để bạn gia tăng thu nhập cho mình đã tới. Cả nguồn thu chính lẫn thu nhập từ công việc bên ngoài đều có dấu hiệu tăng tiến. Nhất là người buôn bán kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền, chỉ cần nhanh nhạy nắm bắt là sẽ có tiền bạc về tay. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ngũ hành sinh xuất sẽ làm giảm đi niềm vui trong ngày của tuổi Dậu. Người độc thân thấy cô đơn khi chưa tìm được người tâm đầu ý hợp. Có lẽ chính bạn cũng nên mở lòng hơn, quên đi những nỗi đau trong quá khứ thì mới có thể đón nhận được hạnh phúc mới đến với mình. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, công danh sự nghiệp vẫn đang tiến triển tương đối thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hòa, quý nhân giúp sức giải quyết được những vấn đề nảy sinh bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, phương diện tài lộc tươi sáng, dễ gia tăng thu nhập nhanh chóng. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, buôn bán kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền, nhanh tay tận dụng. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, người độc thân thấy cô đơn khi chưa tìm được người tâm đầu ý hợp. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, công việc tiến triển tốt đẹp trong ngày chính ấn chiếu mệnh giúp cho tuổi Tuất có thêm niềm tin và hy vọng để theo đuổi mục tiêu của mình. Con giáp này thấy được tầm quan trọng của trách nhiệm với công việc, không ngừng cố gắng phấn đấu để tranh thủ giành lấy lợi thế. Tài lộc ổn định, các nguồn thu chính và phụ của con giáp này đều đem lại khoản thu đều đặn nên bạn sẽ không phải lo lắng gì nếu có bất ngờ gặp phải khó khăn thì chuyện chi tiêu cũng sẽ thoải mái. Nếu bản mệnh có ý định đầu tư kinh doanh sinh lời thì thời điểm này cũng sẽ rất thích hợp để tiến hành. Đường tình duyên khởi sắc, bản mệnh có thể sẽ gặp được người yêu trong mộng của mình vào lúc bất ngờ nhất. Các cặp đôi có những bước tiến triển theo hướng tích cực, cảm xúc thăng hoa, tình yêu cứ thế mà ngày càng trở nên ngọt ngào và thắm thiết hơn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, có thêm niềm tin và hy vọng để theo đuổi mục tiêu của mình. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, thấy được tầm quan trọng của trách nhiệm với công việc. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, tài lộc ổn định, có các khoản thu đều đặn từ cả chính và phụ. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, có thể mạnh dạn tiến hành kế hoạch đầu tư, kinh doanh sinh lời. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, đường tinh duyên khởi sắc, dễ gặp được người trong mộng. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ Mão, Ngọ, Dần. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, Hợi Hợi tự hình, người tuổi Hợi có nhiều suy nghĩ bế tắc quẩn quanh, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của bạn. Thái độ làm việc cũng không được ổn cho lắm, có điểm báo bản mệnh sẽ mâu thuẫn hay tranh cãi với cấp trên hoặc là bất đồng quan điểm với đồng nghiệp khi phải hợp tác chung. Hơn thế nữa, con giáp này còn phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân rình rập hoặc là bị người khác chơi xấu sau lưng. Đối phương có thể là đồng nghiệp, ganh ghét, đố kỵ hoặc đối thủ cạnh tranh không lành mạnh tạo ra những chuyện ngoài ý muốn khiến cho bạn một phen lao đao. Về phương diện tình cảm, con giáp này nên cân bằng cảm xúc của mình thì mới có thể gìn giữ được hạnh phúc hiện tại. Đừng vì những chuyện không vui trong cuộc sống hay trong công việc mà làm ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân của hai người. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, có nhiều suy nghĩ bế tắc quẩn quanh nên phán đoán thiếu chính xác. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, thái độ làm việc có thể gây mâu thuẫn với cấp trên hay đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân rình rập hoặc là người khác chơi xấu. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, đề phòng đồng nghiệp ganh ghét hoặc đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, nên cân bằng cảm xúc để gìn giữ được hạnh phúc hiện tại. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ.
Màu sắc cát tương: trắng, đen, quỷ nhân phù trợ: Mão, Mùi, Dần. Đánh giá tử vi thứ 7 ngày 24 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Đó có thể là các tuổi Mão, tuổi Tý hay tuổi Dần. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Tỵ, con giáp tuổi Ngọ hay con giáp tuổi Thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!